Quý vị, lượt trận thứ 9 giải Futsal vô địch quốc gia 2024 đã khép lại với trận cầu tâm điểm giữa Sahako và Thái Sơn Nam. Màn so tài giữa đương kim Á quân và đương kim vô địch trong những năm qua luôn được coi là trận cầu đáng xem của Futsal Việt Nam. Thái Sơn Nam hiện dẫn đầu bảng khi có 24 điểm trước vòng chính, còn Sahako đang xếp thứ 3 với 14 điểm. Để giữ lại một chút hy vọng cạnh tranh danh hiệu hoặc ít nhất là bảo vệ ngôi Á quân, Sahako buộc phải có điểm, nhưng các học trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục thể hiện khoảng cách trình độ giữa Thái Sơn Nam và phần còn lại là quá lớn. Hai bàn chỉ trong 2 phút giúp đương kim vô địch có lợi thế trong hiệp 1. Dù Sahako gỡ được một bàn trong hiệp 2 để đẩy phần còn lại lên cao trào, nhưng cũng không thể giành điểm khi Đức Hòa ấn định chiến thắng 3-1 cho Thái Sơn Nam. Trận thắng thứ 9 liên tiếp giúp nhà đương kim vô địch chạm một tay về danh hiệu khi khoảng cách với đoàn nhì Thái Sơn Bắc là 8 điểm. Lượt trận thứ 9 cũng chứng kiến nỗ lực của tân binh Luxury Hạ Long khi giành được điểm số đầu tiên trong mùa với trận hòa 1-1 trước Sài Gòn Titan Thành phố Hồ Chí Minh. Lượt trận thứ 10 sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 và 7 tháng 7 tại nhà thi đấu Phú Xanh quận 8 và nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội.